Bà Lan thừa sử Phước, lực sử Nhung, Hầu Đàn, lực sử Cao, Tiết, Cẩm, Hợi, Đúng, Hưởng. Đêm 19 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, tức là 14 tháng 2 năm 1952, Cao thượng phẩm đạo chào mấy em. Đêm nay bần đạo giảng về thú cầm hồn. Từ thảo mộc hồn, các tế bào đã liên đới mà tạo thành sanh khí, đặng dưỡng nuôi thú cầm và nhân loại. Bởi cớ lẽ sống của đệ nhị sát thân đã có bởi khí tiết của thảo mộc hồn. Do đó mà sau một thời gian biến chuyển, các tế bào của thảo mộc liên đới với tế bào của kim thạch mà biến hóa ra thú cầm. Lúc mới phát sinh thì giống như thú được nảy sinh ra trước. Đến lúc có một cuộc tang thương biến đổi, những loại có chân bò lên sống trên mặt đất và lẩn tránh thành ra thú vật. Trong thú vật lại có sự thay đổi mà biến hóa ra thành biểu cầm. Những tế bào tạo nên loài thú là do những hộp nguyên tử, một điện tử dương và 36 hộp điện tử âm. Khi phân tách các loài thú, vì mỗi thứ dùng một thực vật khác nhau và có những tính cách liên hợp tế bào khác nhau mà biến hóa nên hình tướng và thể chất riêng biệt. Khi đã thành thú cầm hồn rồi thì các linh đã bước vào con đường tấn hóa, vì nó được hưởng chút ít ân huệ của Phật mẫu ban cho là chân thần hay là giác hồn đó vậy. Nhờ nơi đặc tính của thú hồn cầm mà Chí Tôn đã tạo nên loài người bằng phương cho thêm đệ tam sát thân, đặng khai đường tấn hóa cho các hồn thuộc hạ đẳng hồn. Trong thú cầm hồn, những vật đã đủ tính linh, tức là những vật đã đi được trên con đường tấn hóa vậy đó. Để thú cầm hồn có bấy nhiêu, mấy em coi lại bài đã dạy kỳ trước đã rõ nhiều. Bài Thánh giáo kỳ trước ngày 23 tháng 8 năm Canh Dần đã giải về loài vật có ghi lại sau bài này. Thừa sử Phước bạch, lúc mới phát sanh thú cầm thì các hình thể đều đã phân biệt bởi sự liên đới của tế bào. Đó là cơ quyền duy của đấng tạo hóa đó. Từ ấy trở về sau, các giống vật đã sẵn mầm sống và sanh sản thêm ra. Quyền tạo hóa chỉ còn thổi sanh quan đặng tạo nên sự sống hữu vi nữa mà thôi. Lực sự hưởng bạch, về điển tử của loài thảo mộc chuyển qua thú cầm phải thế nào? Cầm hồn biến hóa do thảo mộc hồn thì lúc ban sơ loại ngư phải là tế bào của thảo mộc, đến chừng biến chất thì tế bào lại tăng lên hay giảm bớt. Tử âm do nơi kết hợp hình thể để tạo nên xương thịt máu huyết của nó. Thừa sự Phước bạch, về loại côn trùng, côn trùng thuộc về thảo mộc biến hóa nên nó đứng giữa thảo mộc hồn và thú cầm hồn. Trong bát hồn thì loại côn trùng là loại biến hóa mà thôi. Đêm nay như vậy là đủ bằng đạo khiếu. Sau đây là phần ghi lại Thánh giáo giảng về loài vật đêm 23 tháng 8 năm Canh Dần, tức là ngày 4 tháng 10 năm 1950. Cao thượng phẩm, bần đạo chào mấy em. Về sự tấn hóa của bát hồn, loài vật đứng vào phẩm thứ ba của bát hồn. Nó cũng biết cảm xúc như loài người vậy. Nó cũng biết thương, biết ghét, nhưng nó không được khôn ngoan như loài người. Loài vật chia ra làm hai loại, thượng cầm và hạ thú. Loài thượng cầm vì tính chất giống như loài người là có thú
Chim biết nói, nó nhớ cũng như người. Ngày xưa người ta thường dùng chim để đi đưa thư từ chỗ này sang chỗ nọ. Còn loại hạ thú thì có thứ nó cũng khôn ngoan như loài người. Nó cũng biết nghe và vâng lời sai bảo của loài người. Lại có thứ cũng giống như bản chất của loài người, như con khỉ chẳng hạn. Về loài vật, dẫu cho là thượng cầm hay hạ thú, đều có thọ một điểm liên quan của Đức Chí Tôn ban cho, cũng như loài người vậy. Từ loài vật, nó phải thay đổi nhiều kiếp mới tiến hóa lên loài người được. Và chính nó cũng do sự tiến hóa của loài thảo mộc mà biến hình. Cũng có nhiều khi loài người làm nên tội ác trong kiếp sanh mà phải bị luật thiên điều trừng phạt, rồi cho đầu thai trở lại làm loài vật. Cái bí pháp của các nền đạo giáo đã khai mở từ xưa cũng như giáo lý của... Cũng có nhiều khi loài người làm nên tội ác trong kiếp sinh mà phải bị luật thiên điều trừng phạt rồi cho đầu thai trở lại làm loài người. Cái bí pháp của các nền đạo giáo đã khai mở từ xưa cũng như giáo lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đều dạy cho môn đồ về sự tiến hóa của bát hồn và về sự luân hồi chuyển kiếp, hoặc về sự giáng cấp của bát hồn do lực thiên điều phân định chí công. Vậy một khi bàn đến loài vật thì người có đạo ai cũng đều biết rằng là bậc thứ ba của bát hồn. Nó cũng có thể tiến hóa lên phẩm người và cũng có thể biến ở lại làm thảo mộc tùy theo sở hành gián tiếp của nó. Nên nó có thọ được hay hai bản chất của loài người và của loài thảo mộc thôi, bằng đạo khiếu thanh. Cơ này do nhị vị lực sự khỏe và vua phò non hầu đàn gồm những gì: lực sự, trường, hưởng, đôi, hợi, khen, văn, cao.